tao lô mà tao y trái tao cho tu bó tao cho tu hiếm. Ấy, ê, bây giờ hoa tao hơn nó bây giờ hoa. Anh nhà ăn lưu bùa đấy nè. Em ở nhà đâu? Đấy, như sẽ bị mát xịn. Bây giờ hai nó không mà nhà sắp. Ê, nhà ăn đây này, nà, chẳng đuôi nào. Ôi, cao hốp tiêu vậy, chẳng cho xe em hòa. Này bây giờ, nhìn hồi mà tiêu hốp có, như cho xe đó. Ai da, đuôi nhà. Hô liu đào tố mà nhà mới cao lúa tố á, nhà mới cao lúa tố làm. Bố hô cao y nó tiền liêm ăn lại à? Nắm cho tiền liêm à? Ủa luôn, hô liêm nữa. Hôm đi thì bây giờ khoảng là giờ rồi đó. Hô liêm mà ăn mà chỉ toàn nè. Vâng, khoảng giờ rồi đó. Hốt tiêu bê muốn từ nhà hàng đó. Yếm, tổ tôi yếm nhà mà kệ á.
mời tớ tôi mời cả nhà này và đi em cả nhà này, đi tôi tiêu hộ tôi nó. Mày lo tắm hốc chứ mà gì mà cứ lo lo anh. Mà cả tớ sẽ xả mà ơi mình lo miền là tớ cả dõi gì mà cứ lo anh. Bữa mẹ ấy mà tôi tu nhắn tôi hôm em mà mẹ là mình thấy cần tôi cần nhắn mà ở nhà mà cần tôi tu tôi bò tôi tu xe mẹ như anh đi cần tôi hiểu ba mời lỗi như thấy chả mà chả hiểu nha. Như bỏ ra hút tiêu miền về. Như có nhà mời lỗi thua tao ấm hút tiêu mà cứ lo à nhỉ bà. Giúp lỗi hút xã hội mình lo cả tao lỗi thua ao lo. Với hạt ao mà cứ can nó ao lo cả giúp lỗi hút mình. Tao hả mình lo cả thua tao cố ấm hút tiêu mốt y mà lo à nhỉ bà. Ôi nhờ tớ hên cho là mày tớ tớ là lại mới tớ có yếm nhờ mày tớ mà nhắn lại mày à lại gì với mẹ với em áp mày tớ mà giờ có nhà lũ tí lũ lũ tớ mẹ là mình xếp tới mấy ta hoa hoa rồi ta hiểm kia giờ có nhà tớ bảo mày mấy ta giờ này cái gì đấy mấy ta mày giỏi mày ra mày á, giỏi mày ra mày, đồ hết ta mày á. Đấy. Thức khỏi ra mày cũng khỏi mày này. Đấy. Đấy, tài sản lắm mày hả nào. Tao lộn mày tao yêu trái, tao yêu tù bó, tao yêu tù hiếm. Đấy, mày đủ hóa tao hơn tao mày đủ hóa này, tôi hấu chia luôn mày. Đấy. Mày giỏi nó mày đủ hóa tao. Hơn như mày đủ mình, như giá bỏ hốc tí mày này. Đấy, thay nhiên luôn này, mà lùa nhiều, mà cả tôi mình cả tới nhà này, cái gì hoa giống lùa mày á, cái giống lùa mày á, đấy, mà cả mình tới nhà mày ô, cả lúc thì treo cái gì hoa ô, quên luôn luôn, mày mà kẹ mày, mày giỏi mày cứ cầm lo tôi sẽ tạo nhà mày, thấy tao hơn như mày lo được mày, giờ chấm cái gì nữa. Cái tao hơn như lũ mình nó mà nó ăn nhớ mà. Nó tại cho mình nó. Nó hả? Nó phải tao lũ hả? Dạ. Rồi mà cứ nó phải tao lũ.
được cơ mà. Ui, đó, mấy máy nhà mình. Quy xin hút cửa. Đấy. Chà nè, chà mà chà yếm tôi hiền gặp bọn chà nha. Ồ, mà chà nè, ồ. Mình ta tại lối nhà hốp tiêu rồi, hiểu như chấm tay làn đuôi hay hoa, yếm mấy nhà chà xe. Dì hai nó có mời lối tôi nhận, mình hơi có mãi nãy tôi nhận. Mà nhà ăn lâu, dì hai nó có mời mà nhận, nó búa dì rồi. Mà mình bị nó. Nhà là mẹ quý mẹ cho cháu sẽ gì bỏ mẹ. Đấy. Đấy giờ kiểm tra cho nó mẹ nhà. Nó mẹ nó. Xiên mẹ ơi, hai nó có mà mẹ nhà luôn. Giờ sấy cả mẹ nhà rồi. Bây giờ rồi thì như kéo đi anh ra nhà là. Giờ hai nó có mẹ nó tôi nhà mẹ có gió gì tệ mà. Mẹ giờ kéo luôn ơi. Giờ kéo. Mẹ nhà ăn được bộ đấy nha. Mẹ nhà luôn. Đấy giờ sấy bị má xiên. Hai nó không mà nhận sắp. Ê, nhận đây này, nè, 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 chẳng đuôi nào. Ôi, cá hốp tiêu thì chẳng cho xe em hòa. Nè, bây giờ, nhìn hồi mà tiêu hốp có, ý cho xe đó. Ai da, đuôi nè. Ai, mỗi gì thì thoải mái hết rồi. Tự nhiên tháo nó tải nè. Dạ, dạ, hồi dạ tải rồi, mẹ nhận. Ô, mẹ mày gì, mẹ mày cao nhận luôn. Rồi hả? Ờ, thì như thế, hãy dọn vô. Đáng khoan mà. Ô, xuất giam nè. Ô, cải à. Ừ, nhỏ nha.
đông thì Thank you.
quy củ 100. Đọc hồ sơ thông báo đến ai ai có nhu cầu lên đăng ký chợ và ra giá luôn, ra giá cái chỗ ô này. Cháu đi đâu về đấy? Cháu đi Nhạc Lon về. Bố mẹ cháu đi đâu hết rồi mà để cháu một mình đi Nhạc Lon. Bố mẹ cháu mất rồi. Cháu sống với một bác ở dưới kia. Thế bác cháu không đi với cháu à? Không, bác cháu nghe game ở nhà chơi game. Bác cháu khác tự đi nhạc được. Ít thì bác cháu đánh cháu. Nhạc đường ít này về bác có đánh không? Có. Thế nhà cháu ở đâu? Cháu chưa về. Cháu, nhà cháu ở dưới kia. Đói, cháu đói nghỉ ngơi để khi cháu về. Mệt à? Vâng. Cháu khát nước à? Cháu khát nước, cháu ở đây đợi chú nhá. Nhà chú ở đây, chú về 1-2 phút thôi, chú lấy sữa cho cháu uống nhá. Cháu ở đây đợi chú nhá. Vâng. Đợi chú lâu không? Có đói không? Đợi chú uống nhá. Uống hết đi nhá. Này, chú cũng uống, chú cũng khát, chú cũng uống nhá. Chú uống với cháu. Uống hết đi nhá. Không sao đâu. Chú ơi, cháu đau đầu, cháu ngạt quá.
Sao đấy, chắc không sao đâu, chắc cháu mệt quá thôi. Không sao đâu, ấy, không sao đâu. Cháu ơi, sao không cháu ơi? Cháu ơi, tỉnh dậy đi. Bị sao đấy? Con bị làm sao đấy? Hả? Con bị làm sao? Con bị đau đầu à? Bị sao? Hử? Không biết. Không biết á? Không lẽ con uống cái gì phải không? Ai cho cái con uống cái gì phải không? Lấy có người lấy thuốc mê này cho vào sữa này cho con uống phải không? Ừ. Đấy, họ lại tải về đựng con đây này. Cô đi chợ về xong là thấy họ đi qua đây, cô mới ở kia mò thấy ấy. Mò thấy xong là cô mới đuổi họ đi đấy. Bây giờ tỉnh chưa? Hả? Nhà con ở đâu? Ở tít dưới kia. Con ở với ai? Con ở với bố bác. Lúc nào cũng đánh con. Lúc nào cũng đánh con á? Ừ. Thế bây giờ cháu còn học không? Không. Bố mẹ cháu mất hết rồi. Cháu mồ côi. Cháu sống với mồ bác. Lúc nào cũng bác không nhặt về chai. Không nhặt được nhiều. Xong bác đánh có cháu. Thế á? Vâng. Thế con ăn gì chưa? Uống gì chưa? Rồi. Hả? Lúc nãy con uống sữa kia còn đâu gói. Đi cháu con muốn đi học không? Có. Sao bác lại không cho cháu đi học? Bác ở nhà bác nhiệt game rồi. Bác con đi nhạc lo cho bác nạp tiền vào kia. Thế á? Vâng. Con khổ thế hả? Thế con có muốn đi theo cô không? Cô đưa cho con đi học, xin cho con đi học, mua quần áo mới cho con. Cháu nhặt một chút như này thì bác có đánh không? Chắc cô đi theo bác không đánh đâu. Một lần nhặt được chút như này bác đánh đâu. Bác đánh đâu á? Vâng. Để cô đi theo cháu nhá. Vâng. Bây giờ con uống nước nhá, uống nước cho tỉnh táo xong là cô đưa con về nhá. Vâng. Uống từ từ thôi nhé. Nó khát nước lắm rồi sao? Có đâu rồi, mình mang về nhà vứt đi nhá. Không để đây họ lại lấy uống nhá. Đội mũ vào xong là cô dẫn con về nhà. Ít thì bác đánh cháu nhé. Vâng, nạc cũng đánh. Thank you.
Tao ở dưới đó. Dưới đây. Kim tư. Dưới này. Kim trà hoa. Cái tư giả. Một bà pha. Toàn trắng bất cốc. Cái này cô cứu. Cô cứu. Trà hoa. Cô cứu đấy. Má ta bà phun có tàn tay vào lạ. Tàn lạ. Như tiềm án có nhầm. Ừ. Vậy hình tủ sâu phải tủ sâu em. Phun tổ nha. Phun tổ nha. Phun tổ nha. Với lại hiến phun tổ sâu về. Nhìn xem phải là phun tổ sâu. Nhìn hát tẩy phun tổ sâu về. Nhìn phải là phun tổ sâu. Cho cô chúng ta mấy nhà lũ nè. Cả nhà lũ mẹ. Cô cũng tổ sâu nhà lũ. Mấy nhà lũ lũ. Mấy nhà lũ tổ sâu lũ. Vừa hít cả tình hình tập hòa phun này vừa dễ dễ về giờ đủ cảnh dâm cà phê vừa phun đi tổ sâu họ có lo tu về dễ dễ lo phun cả phun đi can đến phán phun can tu can dễ can tu can mà thì can hay tạp thủy can phê hay can cô can cô can cô về cô mình thôi tổ sâu mấy cái này xem lui thở phun tổ sâu cả hoàng á vì can cô về vì lo lo hậu can cô à là lao đảm ruột thăm bé à sâu so, lo hậu như lao thì mình tốt nhỉ cứ thằng can cô ngoan á can cô ngoan thủ sâu ngoan á bé mày mày nhận tiền à lại về tập quả phun này thì để sẽ lún, tay có mày nhàn phun tổ sâu về dìa sẽ lấy tổ mình úi tổ sâu với tới. Dìa lấy tu sẽ tâm sẽ tan dìa tổ sâu. Như dìa chặt khâu như tổ về sẽ lo là thôi đi kiếm tu chỉ xin mày cái này phun nhàn luôn hả phun tu tới ngay sâu phun tổ sâu. À thì can tu mình can tu thì mình bé chấm mày nhàn tổ sâu nữa. Nó bé hoàng anh dìa bố nạ à. Cả tập quả phun có can hình bé phun nhẹ can hình tổ sâu. Dìa bố phun nhìn tổ sâu. Mình tu sẽ mình phun nhìn tổ sâu không. Bé hoàng anh tặng dẫn hình cho mà cô nhé. Cô ngoan nhá, tắm rửa sạch sẽ nhá. Nay cô xin cho con đi học nhá, mua quần áo mới cho con đi học nhá. Đây,
rồi cô ơi. Cá. Ừ. Ngày hôm con khác đi câu nhá. Con khác làm cần câu xong là câu để ăn nhá. Nhớ. Là rửa chân á, đứng dậy rửa chân. Rửa chân sạch. Tí chiều con câu cá nhỉ. Có nhiều mà. Có cả nhiều nhá. Con cá to. Cá to à? Cô lấy quần áo cho con xong là con đi thay quần áo nhá. Xong chưa? Con đi vào đây ăn quả nào. Con này thì cô treo vào chắc con đây. Ăn quả đi. Thịt tối mình nấu ăn nhỉ. Thịt này, thịt lợn này, tối mình nấu ăn nhỉ. Đi theo à? Quả ăn không? Ăn quả trước nhá. Tối mình nấu ăn sau nhá. Để mua được không nên ở mua được. Tối này họ xin lên đứng con đấy. Họ mang đi bán đấy. May mà cô thấy đấy, cô cứu con đấy. Con cảm ơn con nhiều. Hay là từ bây giờ cô cho con ở cùng với cô đi nhé. Rồi ở được mà. Ừ. Ôi, cái dốc kia xa lên được nè. Dốc dài thế. Đấy không? Dốc nóng nè. Đi được. Đó. Để ra nhé. Khi nào cô về, cô lấy chuối xuống đây xong là con đi về nhá. Ở đây nhá. Cô được đi đâu nhá? Vâng. Vâng. Cô xong chưa?
đâu? Biết kia rồi kìa. Cháu không đi cùng à? Đây bà bác làm sao? Bà bác đi cùng à? Thế đi nhá. Thì bác thấy đủ đấy. Lâu chưa? Lâu lắm. Ôi, thích chín đồi kìa. Chú là kìa. Ừ. Ừ. Cô. Ừ. Nha. Nha nha. Cô. Bà ấy ta chỉ đang bóng thôi mày. Mẹ kìa, eo cu kìa nè. Ừ. Cái hải lỗ trời. Mì ơi! Cô! Thì tài rào á! Mì ơi! Ừ. Cháu kìa này! Cháu bị hoa nhà mà! Mì ơi! Cô! Mì ơi! Hồ tài kìa lô! Cũng của hào này! Này chị cháu này bộ! Mì ơi! Nha! Cô! Cái hải này bài! Cũng của hào nó kìa! Cháu kìa nè! Đấy! Được con đi! Rồi. Thế mà. Rồi. Vậy mà cháu thì lắm của chú cảm cái gì này. Rồi. Mà bộ bà bây giờ nãy giờ nó này nguy hiểm lắm, nó đang đồ đi là ô. Ô, nó đồ lắm mà ba mà cả ra, còn thì cháu gì này. Cả này. Ba cô gì này mà, này. Ô, đảo nâu này, đảo này là trang nghe. Ô, đây, đây, đây. Đây rồi, chắc xuống đây rồi. Xem để bác xuống xem nhá, đây nhá. Quý đây nhá. Ô, dưới nguy hiểm lắm. Sầu lắm quý ạ, à, dưới chết rồi thì đi mình đi vào đường kia nhỉ quý nhỉ. Đi đường kia xong mình đi vòng vào, vào đây xem thôi. Ở đây không xuống được đâu. Đây, để bác xem tí nào. Ôi. Rồi. Dạ. Rồi. Yến. Qua cô thế nào? Đi. Cô. Cô đâu rồi? Mày giờ đi này nguy hiểm lắm, mưa nữa. Tuyên chuyện sợ rơi đâu đây. Quý ơi, đi sang cái kia đi. Đi sang kia mình đi đường vòng xuống nhé, đi vào đấy đi. Quý ơi. Yến. Rồi. Dạ. Rồi. Lại đó, con hai ô. Con hai ô. Nhớ chú nè. Ừ, vui nè. Ô, vui nè. Hả? Không biết đâu. À. Không biết đâu rồi. Hả? Nghe. Ừ. Không biết đâu. Hả? Không biết đâu. Rồi. Nguy hiểm lắm, trên này thác cao lắm. Không biết đi đâu đây. Rồi. Ôi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đây ôi. Đây ôi. À đây ôi. Trên đầu rồi. À đây ôi. Chân chạy máu rồi. Đã cắt rồi. Đây ôi. Trời ơi. Ấy ô, xong rồi à. Alo, ôi, quát nhiều nữa đây này. Ôi, con xuống trước đi, à đi. Đi xuống đi, xuống đi, thì bác xuống sâu. Đi xuống đi, xuống dưới đi. Bác xuống sâu nhiều, bác lắm. Đi hỏi xem có biển đâu.
Ô Việt ơi. Việt à. Ô, vườn tiêu này mẹ. Rồi hái cho này tìm tiêu hai. Hay lấy chuối về trước nhá. Quý nhá xuống dưới tìm. Ta đi xuống đấy. Ôi nguy hiểm. Ê ơi. Ôi 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 không thấy đâu, chào thầy luôn. Ủa kìa. Ôi giời ơi. Con hộ ấy nhá. Hộ bác một cái nhá. Thôi có được không? Hay là để bác, để bác đi. Bẩn nhất để bác. Ôi giời. Thế này thứ thế này. Này đi. Đây, có vết xuống đây này. Đây, quý ơi. Đây có biết xuống đây này mới này. Đấy. Ở đây đấy. Các cô xuống đây. Cái gì? Ban cô chui này. À rồi rồi cô chui này. Mà cá vào đâu? Phá vô này. Mình đi vào xem có cô trong cái đường. Ở đâu không? Rồi. Nha. Nhìn. Không 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 ở đây rồi. Thế chắc có kẻ lão người ta bắt cóc rồi. Xem nào. Không có gì đâu. Đấy, chuối hút ở trên kia bây giờ. Thế không có đường đi rồi, đi xuống đây. Đi. Đi ơi. Đi ra. Đi ra nào vậy? Đi ơi. 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 Đi cái bữa mình nó ở phía hòa một cái từ tết cuốn nghỉ ngơi tạm bữa mình nó ạ. Và chưa chìm đầu cá đâu chưa luôn. Ôi. 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 Chân tay đi con ơi. Để áo đã nóng quá. Đó, quả này là các bạn mới đấy. Ờ. Nó lắm, nó hơi được cô chỉ tải nữa.
ba bịch rồi. Đây còn hết nồi cám lợn nữa này. Đấy, bác Việt về không về bây giờ. Chú đã về rồi. Lợn cho ăn chưa? Chưa. Ê. Xong chưa khứa nha đi. Ba một lọ sứa đi nhỉ. Quả, sao sứa nữa quả. Sao bánh mì hả quả. Con đi được không con? Có. Nhanh đi. Hiếu ơi. Hiếu ơi. Hiếu ơi. Ơi, mẹ ơi. Ở đâu? Đi ra đây mi. Nó kể mạng hiểu à? Nhìn nào. Nhìn vừa bò. Nhìn này á. Đi á. Ừ. Ừ. Đi ra nào. Nào. Ờ chết cụt. Quy đây. Cụt chết cụt chết. À tao tớ láo nên là nhát mày hay là này. Hỏi tại à. Có hiểu nó mày lổ mà mày lổ hết thôi thì ra phản nó tớ láo hết nó này. Đấy. Đây đi giảm nhé này. Ôi. Ôi giời, con chứa rồi ạ. Quý cầm gạo, ôi con dao đấy, quý ơi, cái dao đấy cầm. Ăn ăn dụ, ăn dụ, ăn dụ. Hai ba. Chết đấy á. Tao sứa này thái phục, ôi dụ, ôi dụ. Ôi dụ. Ôi. Thì bố. Thì ba trẻ mà hãy nghĩ em ơi. Ôi dụ, 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 thế con phụ mẹ hốt chưa nè nè. Ôi, tỉnh nhau chị, ôi dù. Thì hãy cho mình, cho mình nó mới đổ á, mình đổ hết thân đẹp quá. Quả tụt chung á. Ôi, chết chưa. Nhanh, nhà mấy mì à? Chưa, để đi hoài nè. Tải ra cái gò, mấy hoa tải lo buồn. Hát tao có gì hiếm lỗ này, hoa mà buồn bố. Cái lỗ này, mà gì bây mà tải ra á, hoa à chưa nè. Quý ăn có một không gọi được luôn à hai đứa đã có đứa hai đứa cái đứa đúng không ừ ô bèn là ô mà luôn ô đậu ô chưa kia ừ. Đã mệt hả mẹ ăn tải xuất đây cứ không mở cửa nhanh lên xuất đây nhìn dưới nhẫn đấy ạ. Ôi.
Đi chân lấy nước này cho cô ngủ không đi. Cái đứa cha dưới bụng cái y hoa y buồn này mấy cái tải lô mày gì mà chả tải đài rồi chiều nào quỷ yên à tao 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 chết là hộp này, ôi trời, chào là phép cái hạt ngoài nhà chào nó bí mấy cái lộp này, cái điện, à, cái hộp, ai vợ, ôi giờ đang nghỉ, ôi, hai giờ đây nha. Nghỉ đây nhé, quý đây trông cô nhé, bác đi mua gà mua ấy mua thức ăn rồi nấu ăn nhé. Xong được thì giữ nhà bắt mấy con lợn kìa bỏ ăn tê dần rồi nhỉ. Đi đâu về chị? Đi tìm vay tiền cho các chú. Chị đi tìm vay tiền cho các chú nhưng mà họ không cho vay. Không cho vay thì bây giờ làm thế nào? Chị định tính như thế nào? Cho chị xin nhé. Không không, cái này thì sao xin được chị? Tiền vay rồi phải trả nhưng sao xin được chị? Vì anh Tâm không ở nhà chị không biết làm như thế nào. Anh đi làm chưa gì? Phải gọi cho anh Tâm để anh ấy như nào về nói chuyện với bọn em chứ.
như này thì bọn em không đồng ý đâu. Giờ chị không có điện thoại, cũng chả biết anh đi ở làm ở chỗ nào, chị không biết tìm ở đâu. Gần Tết rồi, vài hôm mới Tết rồi. Chị không được thì bọn em giữ nhà của chị. Nhà còn mấy con lợn bọn em ấy lấy đấy chị. Các chú cho chị xin ở mấy hôm rồi đưa cháu về, xong là xem anh Tâm có về không. Được tiền thì giả cho các chú. Không được, cái này không được. Hôm nọ đã hứa như thế rồi, giờ chị không, bọn em không cho chị khất được, không cho chị ở lại nhà đâu. Giờ bọn em giữ hết cả nhà chị. Các chú cho chị xin ấy. Không được, chị nọ không có chỗ ở rồi. Không có chỗ ở chị, đấy là việc của chị. Giờ chị đi đâu làm gì ở chỗ nào thì việc của chị. Bọn em còn phải đi chỗ này chỗ kia, công việc của em có phải ngày nào cũng đến đây để hỏi tiền nhà chị đâu. Bây giờ chị nếu mà chị không trả được ấy, thì chị dọn đồ quần áo của chị đi ra ngoài thôi. Chị làm cái gì ở chỗ đâu việc đấy. Còn lợn gà, đất vườn, nhà cửa này bọn em thu. Lợn chúng nó kêu đói, chưa được cho ăn. Các chú cho chị xin con lợn nhá. Không được, lợn thì ở nhà tí bọn em khác cho nó ăn. Còn bán hay không là việc của bọn em. Các chú lợn của chị với chị còn không có cái gì đấy. Không có gì, đấy là việc của nhà chị. Làm sao liên quan đến bọn em được. Bọn em chỉ ra đòi lại số tiền của bọn em thôi. Giờ chị dọn dẹp đồ đạc của chị đi ra ngoài chị. Các chú cho chị xin ở mấy hôm nữa. Không được, cái này là không được. Bọn em chỉ cho chị đúng một tháng nữa mà chị, nhà chị mà không xuôi được tiền giả cho bọn em ấy, bọn em sẽ gọi người vào bán hết những gì mà chị, nhà chị có. Bây giờ chị dọn đồ ra ngoài xem có chỗ nào ở không. Sau một tháng nếu mà anh Tâm về có tiền thì anh về chuộc lại nhé. Rồi chị cứ dọn đồ ra ngoài đi. Nào anh Tâm về có tiền bọn em sẽ cho chuộc lại. Đấy, toàn ra hộ chị dọn quần áo với chị đi ra ngoài đi. Cho chị thêm cái chăn nữa, còn những cái khác là của em. Cho chị xin là con dao nhé. Dao chị mang đi. Còn bắt đũa xem chị có cần đến chị cứ mang đi thôi. Đó, tôi mang cũng chả dùng đến đâu. Đây cho chị cái chăn nhé. Có lấy gối không? Có, cho chị xin cái gối. Rồi chị thu dọn nhanh nhanh. Xin hai cái nồi nhá, còn hai cái kia các chú đập bớ hết rồi. Rồi chị mang đi đi. Đây còn ít gạo này chị mang đi mà ăn.
Chị còn lấy cái gì nữa không? Đủ chưa? Cho chị xin cái bạn. Đây à? Vâng. Rồi cho chị xin cái bạn. Đủ chưa? Rồi toàn hộ chị bỏ ra ngoài đi. Cho chị xin cái chiếu ơi. Rồi cho chị xin cái chiếu. Hai chị bỏ ra ngoài đi. Tôi bỏ ra ngoài đi. Này em ở đây chị tự dọn nhá. Giờ chị chuyển đi đâu chuyển nhá. Bây giờ là nhà của em, bây giờ còn em thu rồi nhá. Lúc nào gọi cho ông Tâm được thì chuyển tiền cho bọn em ấy, hơn 10 mấy triệu, 13 triệu rưỡi, 100 ấy. Xong là về chủ nhà được thì bọn em lại cho. Còn lợn thì tí nữa bọn em nó ra cho ăn. Còn vài hôm nữa là không có tiền là bọn em bán nhá. Đấy là em báo trước ấy. Các chú chúc cho chị lợn ăn nhé. Rồi, chị bọn em sắp cho lợn ăn. Mà mấy hôm nữa không được tiền là bọn em bán nhá. Nói trước báo chị đấy.
xem học bài chị nhá. Được đưa về nước Lê, vua Lê Thần ta có câu: ai cũng sống, sống như ông, thật đáng sống, ai cũng chết. Ra ngôi nhà đầu hệ đang bốc cháy lửa phừng phừng, tiếng kêu cứu thảm thiết chạy tới ngôi nhà cháy, xô cánh cửa đổ sập, mấy người trong nhà vào họp ra, khung cửa ập xuống. Sao chúng ta lại à? Sao đến tết rồi chị không được ăn kẹo thì có buồn không? Hả? Không buồn. Các bạn được mua quần áo mới rồi chị không được quần áo mới. Làm thế nào? Cửa này. Sáng năm nhá, sáng năm cô đi chợ bán được nhiều quả nhiều tiền xong là cô mua cho nhá.
ốm rồi. Đi hộ giữa với tí. Hộ giữa ta đấy. Nè 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 nè. Thank you.
Cô nghèo quá, cô không nghe được quý, quý bỏ cho nhà nào được rồi không? Hả? Không, 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 cô hát. Quý thì cho thì cô đi xin cho quý ủng hộ giàu lắm nhà giàu, sao còn có đồ ăn ngon nhỉ? Nhá. Cô ơi, cái tài quý này chứ lo mãi á. Xin lo mãi? Dạ. Nên lọ từ dưới cái nó sợ lão này, anh bố này, người ta sao bố này. Quý mình được sao dưỡng cách, cả để cho đi lo. Thì gì rồi? Ừ. Kệ, để phụ nữ kia ra kính hiền á. Quý sẽ nó bố, nó ở bác con nữa à. Thế cô đã mình chữa lô bài lô nhà phun à? Hả? Hôm nay khô hỏi vô mình ra mà cả vô mình giao lắm. Hồi cả kia cả tùm được cái tùm mình cái tổ. Nè. Nhà có tôi vô chuyện với lại giống ơ. Nhìn cả chuyện giả tổ. Hả? Bà anh biết sao mình có. Ờ. Có một quần nô có thể ở ngoài khô ở ngoài sao ạ. Tặng nó bó đi. Cái gì vậy? Bó quên mình hoa hiệu bác thì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó nhìn xuống như nhà nó cuộn nhá có lúc phải mưa là mưa là nó đứng à nhà ấy không nhà hay là con bé mà cả chế nó cậu mình tôi nhỏ thổng hắn là tôi nhỉ tôi chỉ nó khóc chỉnh từ sau trong một tháng thì luôn nên là chẳng có cái sức giá của đại mình đâu thì giờ à thôi phí vì mới cố cần được giá mà là phí cố mắt tỏi cuối rồi nè cố người ta tưởng gì xuống ấy mà tưởng gì rồi thì cô à cố cần được giá mà là tôi mới phải đi tìm gì mà mình thay quần áo à sau khi em mãi cái rủ hòa giả cô rủ cô rủ tu ca cô là chuyện một quân trẻ à hả cô bà nói cái này cô xin mời bà nói nhàng hát đi cô rửa mai hôi vừa mai rau rồi
như là sao cô đọc hay sao à? Cũng gì đó cũng muộn đấy. Thank you.
mặt luôn. Ui. Anh. Này anh có ạ. Này có. Này anh. Nhớ mà giờ một tia nhiều ạ. Thank you.
con à. Nhà mà giờ cô nát bởi do bà táo anh nào đây mình chơi đây ta qua phun bởi mày hái nghe như này chút thì hoài anh tháo lại anh bỏ ra đây lao hả mẹ lao trên gần đấy giờ chắc bởi trên này mình đưa lắm bởi là chút thì hoài tháo lại lắm rồi chút mẹ lao mình hái luôn. Có là có mày hả? Mã linh, mã linh giang. Ồ. Đi chưa có gì hơn tớ thuê rồi nên có này có tê hoa tà nám của mình boang mua mày hám của à, mua của boang à. Nó hiu lão ấm của tài nè. Ồ. Lão ấm của tài. À ta có mà cô mà tớ cô á yêu chưa mình lo boang. À. Mày biết mày chỉ liều mày con dầm mày đang chơi dầm chứ nhầm chỉ liều Mm-hmm.
Ăn gì này? Ăn bùi không bùi chỗ này.
Nhớ lo rửa lơ. Nhớ lơ. Nhớ lơ. Thank you.
gỗ ta tao à. Thì nó mà tả thêm vừa mày phải hai vậy. Tu này bỏ gì? Bỏ gì chứ? Như đó mà thấy hấm quật. Như đó mà hấm quật. Mò mò. Tu này chứ? Như lắm mà mày ơi. À đi ơi. Như hai quý con em bèo nhiều chứ? Bữa nay phải hai ba. Như mà mày gì chứ? Thằng tụi đó có gì? Đó alo, anh Dũng. Chào ngay. Cái gì vậy hả? Khuy con nhỉ? Như bữa nào khuy quá mọi người. Chào ngay. Con mày. Mẹ bữa đi nè. Alo. Chào. 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 Alo. Chào. Chào. Rồi mày, rồi cây rồi. Cây rồi mày con mẹ. Rồi rồi rồi. Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi yên nải một tuổi yếu nhá, rồi béo bùm lo nua nua tay đua ha béo duẩn 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 béo 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 duẩn béo duẩn béo duẩn 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 thì có gì tại lo mày cho nhem nhem mày buổi nhảy biết chưa nhỉ? Yếm tôi chấm xe nào mày biết mày xia nồi đua mày ha rồi anh ạ duẩn 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 con nhem mày duẩn 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 biết đã rồi 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 mày hao này cái thịt thịt này rồi dịch cái này duẩn duẩn ha duẩn chuẩn theo mày này có mày gì được cái giờ giải quyết bu nhặt được cái gì thì này thì tiếp này chuẩn này nhẹ tiếp này lưu chuẩn con ngoan thì xếp đấy chuẩn chuẩn này chuẩn 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 tiếp con này chuẩn lưu chuẩn 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 tiếp này chuẩn mấy mày nào có hải này chuẩn ăn chứ lại vậy ăn thua mù hả chuẩn 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 cho gì hạ cắm mà thay tôi hạ nhà thêm chuẩn lưu tao chuẩn lưu như béo con hải con nó chuẩn lẻ vậy con bán đi chuẩn 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 mày nào mày nào mày Putin mày ấm tin nhà Putin nào mày đây chuẩn 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 cho nó chuẩn lưu chè lưu cái này, giờ buôn mày này, chè lưu này, chè này, chè, chè, chè này, chè, chè, mai cái này, chè, chuẩn chè, chuẩn chè thì như này, chè, mai như này, chè lưu, chè này, chè này, chè là chè lưu. Đây là trái dừa nha, mọi người nha. Đây là trái dừa, 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 ai giờ nãy hiểu mà giờ được được cha làm giải quyết đã giải quyết riêng đó luôn cả thứ tao đua mày nhà đi thế nghe con chỉ có cho thì nhà được cái gì để quyết mày được đấy con nha dẫn đi đi cho họ dẫn dẫn á dẫn thì đó nãy gì tiếp dẫn đấy giết chuẩn mày có giết rồi đấy, rồi ăn hai, không chắc được thay mua ăn thế này, ăn 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 này, ă
Can như ruộng có món đấy, nó phép làm mày mua giải quyết. Lo tải mày, lo chiếu không ấm quầy mày. Mấy mỏi mày nè, cả hai đây hắn sâu nhận nè. Huê à toàn nè. Thì tao đã rửa nhạc, nhạc. Này thì tao rửa nhạc, này. Rửa ra. Con mở cái gì rửa nhà rửa cái này giờ nãy bể rồi đấy, bể hát treo giờ này hu hu đấy mà hoa rồi ta thải thêm, mà chỉ treo mấy cái kia nhiều. Đấy, rửa. Vắng mua cái rửa hụt rồi. Cái gì? Nha, rửa này, kéo đây. Vậy, cho nó, có mở lại. Dạ ơi. À đi ui. Dạ. Có hại nha. Dạ. Bây giờ chứ hậu dưỡng dạ. Này. Nó mặc kệ mà, có chứ. Nó hơi này, cái gì em hiếu nhủ gì hết tôi cá nhà nào. Hóa cái dưỡng nhà. Thì dưỡng nó dưỡng ạ. Ôi, đi này quý nó ta y phụ hoa lắm bọn mày thế gì này quý là quý có mày giờ nó chỉ thì nó bọn mày quý có giờ mong ta thuê thì bây mình bia mà cháu đây là cá nhàn có gì cá nhàn thì bây giờ nên cho thì nhàn nhở cho mà nhàn này gì thì hiu đó mà tài liệu bữa hoa hoa mày là hoa lắm bọn mày thằng này bữa thì muốn nó gì lắm bọn mày thằng dám bọn mẹ bác bút đi ném tình mình để mà hai mình ra giường lắm với dùng đóm của mẹ ca tàu ôm mà thế gì cho nó điều dạ dẫm con đó dạ dẫn cứ xịt ạ dạ dẫn dẫn mày chưa nói dẫn mày chưa nói rồi tao nói nhớ chú dẫn nhớ chú gì tao nói vậy có mày là đó nhớ chú dẫn này. Thì nhớ chú đề thì nhớ cái tạm biên hú đâu hú được ám ảnh hú biên hả con nhìn xuất thì nhớ chú nhớ chú mới tao nát rửa nhá chú rửa đấy anh rửa rửa đó ăn chiên mua bằng này ăn chiên ruộng đấy có gì ruộng con mỏ đây ruộng á ruộng ăn chưa ruộng cái gì ruộng tạm dép đâu mày dép ủng nào tạm dép tôi nói này ủng mưa rũ như này nó tắt ruộng mày dạ con mỏ này nhặt xuống đây thế mày giữ đi rồi nhặt rồi thì nhớ lại rồi này em bé hai vậy con đã con giữ rồi này giữ này này giữ này rồi rồi treo về bút đinh nữa mà này rồi lại có rồi bút đinh hả tính ơi tính cái gì nó rửa nè thì rửa nó cứ nhiều đấy nhiều ghê mày pia này nhiều pia giờ mày gì này giờ cái quỷ pia nhiêu bây giờ hóa lại rửa đấy tao nói rửa bia thằng tôm này miệng hay gọi à lưu như tao muốn thêm à lưu
Thì dưa chuẩn này. Đuôi ná mà phổ phiền đuôi ta ná thì ta đuôi ná. Nhà trí tàu rồi anh. Có mã đây. Có mã thì đi bỏ gõ. Ai mất tọt chút thêm. Ô, ta đuôi ná này. Trí tàu thay bá nhà bá. Có nào bia nữa. Con nhì mình hào. Rồi giảm trao. Trao hào. Giảm trao, giảm trao, mình trao ra, giảm trao mà mới chẳng nha. Giảm trao. Mãi mà tạo xã hội đen hồi nay. Giảm trao gì, nó đua lừa đảo ha. Như chiếm được cây này, như trao. Thấy yếm bốm tôi chiếm nó nua. Nó đua vô ha. Mày quảng nó đua nhà. Nhi. Yeah, nhận đi dẫn cô. Dẫn dẫn dẫn. Mấy dẫn. Dẫn 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 dẫn. Má mà tao nó rồi như mãi như rồi nhà rồi rồi rồi. Rồi theo cái như rồi, hô chứ rồi nhà. Thì tao nói trước đây dạ mày coi dạ treo vào nồi nhà dạ trước đây mày ơi con này bỏ luôn hai em mình trước đây nhà có thí nhá thí nhà tao tao rồi cái tao hỏi chưa dạ hỏi rồi mày nào mày nào dạ cái gì rồi treo mày nào dạ ai mày treo là quyết Chưa lấy rồi Yeah, I don't know how to tell you.